lại được con rồ, hai con rồ, hai con luôn á, chết này. Lấy tải vào đi, đây. Lấy tải đi. Cái này đi nướng bên ngoài đấy nhỉ, đi nướng nhở, này ba con đấy đủ ăn rồi, tí nữa, tí nữa, thế một con chiên chấm, cái này làm bên ngoài, làm bên ngoài này. Mà chưa kịp mở máy đang chỉnh cái chân. Các bạn. Ui, phòng. Ui, sợ chọc tay. Chào các bạn. Hôm nay mình quay trải ao nhà chú. อีกานที่ข้อความกันบ้างที่ว่าการเรียบบกบ่ได้ลืมบ่ได้ไม่ได้ใจแกชนไหลไหลท้องแน่นะชนไหลชนไหลนี่ดาห้องเศร้าอีกก่อนนี่โฉยได้มันเห็นโฉยจะไปจำความดีป่อเลยป่อต้องถึงkia có dính một con chài sao trắng trắng bắt hết bắt hết đây 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 bỏ cá ném lên đây chú Quỳnh ơi, hai con đây. Bé ăn. Bé cái gì to lắm thế? Bé ăn cho nó mềm. Bé ăn được gì? Ăn mềm. To thì còn, to bằng củ năm đấm một con. 4 cân nặng. Đây. Con này kìa, con này chơi kìa to nhất rồi. Con lấy tầm cân. Bắt được rồi. Ta đi về. Rồi, vừa đây, tầm cân. Bố, cho con cá bé nhất về nhà dán lên ăn. Thật, đấy bác cái gì cho thằng ấy này nó cái đồ lạn ăn. Con cái đuôi cái. Con mình nát chưa? Con này mang đây cho nướng luôn à? Hai phải ạ. Con nướng. Nướng thì ai quay? Bắt về cho anh đừng ném về cho anh đừng nướng. Ui dính đấy, dính. To không? Con cá gì kìa? Con măng chua chưa? Hả? Măng chua. Đó. À không mày bán ra một con. Đấy. Đấy. Mù mắt đấy. Con vừa thả ra lại bắt được. Ui. Giời nó ở hết trong vùng. Anh lấy xuống đây. Bắt xuống. Ờ, xuống đây sau lại mới lấy cây còn lại. Nó đéo vào được rồi, ra rồi. Cái quân này phải giữ vậy, có cái nồn nó chân chạy vào luôn. Đấy, đây, đây. Đây, nó ở hết trong kia. Ừ, nó ở trong bờ. Nó chưa ra đâu. Mắc cầy. Cái gì đấy? Con đi đầu to đấy. Bắt chết đi. Gì đi mà. Ôi một chiếc. Ôi giời ơi. Rồi. Còn ý ăn ngon. À mình nói này là ngon. Cái gì to lắm ấy. Ừ, con ý. Con này được, con này to đấy. Chấm bát. Ô, còn xương sắn. Cái gì cái con cá vô thì được. Má đâu con này. Thật cái được con nào phải. Úi giời con này to. Cẩn thận nó la. Thử đây rồi. À ra là. Con cái gì chữ ướt à? Nó tiền. Tiền đó.
ไม่ได้เห็นไหมเว้ยจกเว้ยเว้ยจังว่าอย่างนั้นตอดอ่ะกันให้เราชี้จอดิว่าก็ต้มดอกดอกนี่ไงอุ้ยดอกนี่ต้มต่อเดือดหมดกันโซ่แล้วไอ้ดอกจบไหมจะจำไหมจบไหมแล้วไงทีแล้วไงทีจำเจ้าเลยอ่ะเจ้าเล่นในรายการละคนเบอร์ดิโอ้คนไหนก็จะสดคนไหนงอนเลยดูอะไรกันไปดูอะไรกันบอดี้บอตายบอว่าสักตายจะจำอยู่ที่บอที่นี่ต่อจนต่อเต่าดิ้งคนไหนดิแคปปี้เนื้อก็แน่นวันไหนไม่งอนไอ้ท่าไหนดูเนื้อเนี่ยก้อนไหนนี่ต้องมีก้อนกระสวยไอ้เสี้ยนมาcho nó xiên ngang ra xong đặt để đây đấy xiên hẳn vào đặt được 9 ngày mà ui rồi đẹp luôn được rồi tí nó chín đấy quân đừng có ra ngoài cắn đâu mấy gì vào trong bờ đi gì vào trong bờ lặn lặn bám xuôi xuôi chờ có không từ về cái này chỗ này sâu đừng ra tôi tầm ta hay tôi còn tùm không mà cái nào nó đi ba cái tám cầu bị tùm rồi tám bị thương nữa có luôn người ta bỏ cái clip kiểu view cho nó mình đi hẹn lên rồi giờ tùm cái nào tùm đi lên bờ phải lên đường này ba cái kem bốc chỗ này cái đài mà ô đi tùm lên thảo mà này quá đây cả mình quá đây ra đi ấy người nào từ bà đã tổ thành cái bàn được không em đây lên lớn nha yeah. Ai đây kéo em lên không em lại đẩy xuống xem nó như thế nào cái gì vậy nhanh lên rồi bây giờ nhảy xuống xem nó như thế nào đầu xuống trước có thể lấy đầu dính to đấy ui lại cả rồng mẹ bữa nay cái tổng phẩm ô lại còn cá rồ cá rồ à đúng mới rồi cá rồ thôi cá rồ con này phải 2 cân cho chị em tục cá rồ độc bằng bàn tay này cái này phải 5 đấy cá rồ thôi một con ăn 5 bữa cái này phải 15 kg nó canh nhìn trong phim mẹ nó tập bơi nó như thế này ôi ơi giảm xuống giảm xuống mạnh vào đấy đấy đúng rồi chuẩn đấy có nó nhảy phát rồi ui cá chín rồi đấy ơi sắp chín rồi tí nữa Hello. 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 Máy mà tầm hào. Cướp ghế. Né thằng. Chết. Đi thôi. Úi giời. Phát gì rồi. Đây, chỗ này đi. Chỗ này. Đây. Đố đích bắt được đây. Bắt được cho không nhỉ. Đi cổ đi. Điện thoại mà. Cái gì đây? Cái gì?
giật cá mình. Ôi giời. Ra rồi à? Cái gì đâu mày? Cá. Có thử cuồng hết đi. Mày mất à? Ôi, có con gì mà trơn trơn này? Đâu bắt đi. Cá bé. Ôi. Mày. Mày mà tới mà tới bỏ khẩu đi. Cá nó xung quanh chỗ này rồi. Tôi muốn bỏ xong ra ngoài thôi. Mày, đưa hình tuồng cho mày. Ngày mai xuống nha. Đi em xuống đây tập bơi. Anh ơi, xuống đây cân, dậy cân tập bơi. Ui, con này phải tầm 2 cân. Con này phải tầm 2 cân các bạn. Con nó mù mắt. Ôi, cả người chém chém thôi. Đâu, cá thôi người à. Cá quá to. Tầm hơn chục ký. Nặng người, à to hơn cả người. Đá vơi cho nó đâm quân phát cho quân hết. Bắt được 2 cân cá chục năm. Đấy. Và vượt lên. Bơi đi. À, cái gì ơi. Bắt được 1 cân cá này. Cá trôi. Ây da. Mắn. Ghê nhỉ. Mày đá xuống rồi mày đi tìm. Tí nó cũng chết luôn đấy mà. Một con hoa hàng nhà này này. Họ hàng nhà chấm cỏ. Mày ấy thằng con cá đâu? Đâu cá nướng đâu? Đây. Đây đây. Thế mặt nữa cả. Thì thức nào? Đi đâu đi lấy một con. Đi chụp chấm chéo đi. Con nào? Bố biết chụp rồi chạp gì ngoan lắm nhỉ? Cái đuôi cá đâu? Hôm mừng các bạn. Tuy tay cầm cá sống nhưng vẫn ăn bình thường. Ruột thì ruột ăn cứt không cần lăm sao không cần rửa sạch. Cân vào cho Thành đi. Camera men. Lên. Camera luôn bất tử. Camera luôn ăn à. Camera men luôn bất tử các bạn. Camera nó phim sai không? Này các bạn nè. Xem thằng bé cho xem. Ngọt ạ. Hai ao. Không cho. Này. Thằng bé thèm cá nướng. Tắm này. Bỏ vào mồm ấy, nó bứt. Có phải gà to lên. Mở gà to lên. Đây, ăn đi. Bố cải gần rồi. Lắm quá. Cảm ơn. Mày lấy cả con. Đấy, ăn luôn đi. Nóng. Đây đây. Bỏng hết tay rồi, đây này, sưng bùng bùng. Ăn đi. Đây ra cái đầu. Xin mời các bạn nhé. Ngọt quá. Ngọt quá. Bao hồ tới tới tới. Chấm nước ao tay cầm cứt a à cứt đây là lần đầu tiên. Tôi năm nay hơn 20 tuổi chứ chưa gặp trường hợp nào. Mất tao lại con nhượng người ta bọn ngoan đã. Nó. Ôi giời, kia này đi nhặt đi. Quang mới sắp hồ quần ngất đấy. Đâu Tông? Đấy. Hết 2-3 cân. Nướng ăn đi. Đâu cá gì đây? Cá luôn à? Mang đây nào. Lấy nha. Quang đi. Đỡ mệt. Không sửa chết. Tháo ném đi. Hôm được tẹt. Của tao ấy. Cái gì đây? Cá thần tài. Cá thần tài. Đâu? Đang bay lên trời đấy. Con to đi. Con này phải tầm 2 cân nha các bạn. 2 cân á, con này tầm nghĩ 3 cân. Đi đây. Con 2 cân thôi. Đây được mình. Cá mình. Mình. Cổ tay bằng này, con cá bằng này. Ha. Nhiều đây. Nhiều. Mình. Mày. Cứ đi nghịch nó. Được rồi đấy. Được bớt rồi đấy. Đi về con này lên đi.
con này mà làm cá nhảy thì thôi rồi. Đâu 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 nhảy nhảy nào. Con này mà đi làm cá nhảy thì thôi thì các bạn ơi. Phải gầm hết buổi sáng. Cái này này đây. Đây, cái này này đây. Đấy, đây mới cá nhảy này. Nó ra ngoài hết rồi. Này cho nó nhảy. Ôi, cá trôi. Này cá trôi trôi vào à, cái gì nhỉ? Trôi vào nồi chảo. Nhanh nhất. Trôi nào, cá phược. Nào. Anh ơi. Sướng nhỉ. Nam được bật kia đi. Nam thằng vẫn choáng rồi, thằng Nam vẫn tài rồi. Lên đi con đi. Lên đi. Không tí tao dìm chết bây giờ ấy. Tôi đó mấy cá nhảy. Tôi nên đi nó. Khó quá. Là phong phun là phi. Biên tập nhìn vào tôi ra nó sách về vào nhổ nó đây cho bà qua cầm đi cầm lên ăn không hết hai bắt đầu mà tài ra bắt đầu mà tài rồi nào đoán nha mấy cân ba yên đấy này phải 30 cân đấy đây con nửa đây ăn đi đấy con một nửa mình bỏ một nửa nước tiếp các bạn à nào cameraman thưởng thức đi à cà pia mà đây gọi là pia cá à, đây xem nào cái ruột đầy đẹp xì sạch lè ui khói quá giờ đây ăn mày đi ăn hết rồi gì ăn hết rồi này để phần anh đi nào mời các bạn đi mời các bạn nhá đây cả ruột đây ui giời ngon không cá nướng rồi chẳng ngon lạnh lạnh nhưng mà lạnh nóng như lạnh không lên ăn đây lại được à đâu thấy về nhà mổ này phải Nam Yến chơi ngon lắm con này này, này phải Nam Yến hơn cân mà rỗ lắm biển là con ạ ơi quân lên đi quân lên đi phải nhổ to lắm con này tầm hơn cân các bạn hơn cân à mình nghĩ nó phải được 2 cân đúng rồi về đi ăn đi đâu đổ ra đi ui giời bắn hết nước rồi sướng nhở đây tại mình đây con cá bỏ mình làm gỏi nhá các bạn nhá gỏi á gỏi này gỏi ngon lắm gỏi thì quá ngon rồi sao ra đầu đấy nhỉ ở đầu khung cái nồi đen một tí à dở nhiều đi rồi khô luôn đấy ôi giời gọi cá vô đi vô ao mà gọi đi quay gần 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 cái cờ đấy gọi lọc xương ngồi xuống cắt hết một cái cân ra rồi rùa sướng. Bye bye, em quay bên đáy lùm này. Này xem em có cái cỏ không khác gì đâu. Nào qua. Trường mét bọc mưu nọ. Nó chỉ nghe bà dù, bà chăm bố lại nào. Chăm bố mi rồi lệ. Tổ điều. Tổ điều. Thầy phu mà lại chăm lên đấy. Khúc tổ nâng lệ. Khúc, quét khúc lại chứ nọ. Con này nhìn đẹp nhỉ? Nằm gọi đấy. Không dính tí máu luôn. Có vậy. Bóc này, hỏi gì vậy? Hỏi thứ thứ thứ. À, bóc có đủ rồi. Lọc đẹp nhỉ? Thịt. Mình à, nghe đâu? Đâu, xem nào. Nhanh ấy chuyên nghiệp với đấy được một miếng thế này là cả xương à tí rút xương nào làm đi mà
Hôm nay phải 3 cân đấy. Hôm nay phải 3 cân. Mình phải cân kéo lên một tí. Thôi bằng này thôi, làm gỏi bằng này thôi. Được. Đợi một miếng nữa đi. À, muối ạ. Sao mà kho nhỉ? Nướng nhỉ? Nướng hay kho? Nướng đi, con này thì nướng. Thì kìa, một đội. Úi giời. Con này nướng. Mấy thùng chín bông, con bông mấy đàn không ăn đâu. Con này. Đấy, còn gì? Nướng, cặp bỉ mới lại nướng này. Wow, cái kia khe cả một liên ạ. Uống liên này nữa cả. Rồi, lọc đi. Uống thẳng liên, không để cứ rút xương à? Rút này thì rút bé chả nhanh hơn này nhỉ? Này là lọc xương chứ, không phải rút đâu. Đây là lọc xương. Đây là xương chỉ là thịt. Các bạn giác hồn, thịt chẹp nướng này, thịt này. Ăn lại để chèn nọ, các người đấy. Nọ. Hào vái luôn. Không quay nữa. Cùng có hổm đã, ăn ăn à? Đúng. Tiền của ngài ra. Ờ. Các nướng, không kẹp nữa. Nướng nọ. Chóng là nướng này. Nướng mà. Đang phay. Như ông cả đi ạ. Hết rồi. Còn. Còn à. Ui. Cả cái xương con bự này. Chết. Ui. Bắt được con muỗi. Bắt được con nhúng. Làm cho em miếng thịt không bao giờ có xương, một miếng xương cũng đã có đi. Đây. Hai miếng không có đúng rồi, một miếng. Năm miếng rồi. Năm miếng cũng không có. Được rồi đấy, đẹp rồi đấy. Không có một miếng. Phải lấy đây ra đi. Ok rồi đấy. Hết chưa? Đẹp nhá. Sợ vẫn còn đấy. Rồi. Con này. Mấy cái tổ mà hả? Hết rồi, còn một con. Đây là con là thịt. Cá mượt à? Yes. Ờ, cá mượt. Mượt này làm lấy ăn bùn. Toàn bắn mặt mình thôi. Không hiểu cái gì. Camera luôn bất tử. Camera men luôn bất tử các bạn. Cái này nè. Cái bông nó tồn lộn rồi. Con này chưa nhá. Chưa, con chưa sạch luôn. Lấy cái đặt. Cứ vừa kho hàng, ta hải hàng mà nó không cho cái bông. Nước mắm ra đây. Ướp nào, ướp cá nào. Nước à. Đặt xuống đi, đặt xuống đi. Thấy con Quỳnh bỏ đi. Bán đi. Được rồi đấy. Kèn quá. À, tộc mà kèn tộc rồi. Kèn nhìn. Tộc một tí là hạt kèn rồi. Cái này còn ăn tỉnh đâu thế này. Vào vườn này. À, tộc tộc kèn. Hạt sáng à? Bỏ vào ướp với cá này. Hạt sáng. Hả? Tôi không chậm còn hẳn đường hết rồi. Đọc. Phải phải chú đọc. Nào, đọc đi. Thơm đấy. Đưa ướp đi. Đào đào đi cho nó ngấm đi. Lấy. Cái này có khó nó khổ nhỏ.
đào vãi ly ra cảm ơn ừ thì nữa thì cả này hả thì cả này bắt đầu kín rồi hẹn mét đi hẹn bắt đầu kín rồi thôi đi ăn lọt ăn thỏ mà mi thỏ mày sao sao kèn bùng bùng nó thỏ vào mà hằn kẹp qua hồ có được hồ hồ mới có được được à hả không biết đá bắt đầu à kẹp à ăn được cái nứa là nứa kẹp một mét kẹp vậy ไปได้เลยพอแล้วนะฮัลโหลจ้ะนะไอ้บําหรอไอ้บําแม่มันแหนมหรอเฮ้ยว่างวนเฮ้ยดันเลเจนด์ใกล้ๆได้ด้วยอันนั้นบําเตรียมแหละได้ชิเห็นมาเตรียมงอนหื่นได้ตรงนี้เสียกันดาเลยว่านั่นหูไอ้กาเชิงไอ้ไอ้เชิงไอ้บําลําแหนมQua đi. Rồi. Mạnh vào chứ. Anh tắm về không cần mạnh. Vội gì. Thôi thôi. Đâu lật xem nào. Vàng chưa? Vừa lật xong. Vừa lật à? Thế đợi 20 phút đi. Ồ, 9 giờ à? Đã sắp 9 rồi đấy. U vàng ươm như này. Em lật như này cho xem. Đây, con lật. Ừ. Ngon chưa? Đấy, chín rồi đấy. Ui, này làm nem, ngon lắm. Xào ơi, chín cho rồi. Con giấy nem bố. Con... ăn xem có ngon không. Ừ, cá. Ngồi không đập trứng vào. Tí đã, ngồi không đập trứng vào. Bố cho con phô này, cho con một từ. Ăn gì từ đấy? Ăn. Đây thì là bảy gỏi trước đó. Đây là tầm mái chín, tí nữa ăn sau. Cá lóc gỏi này ngâm qua rượu. Rượu thì nó hết nước luôn, khô luôn. Ừ. Đấy. Xoài rượu à? Hả? Không xoài đây này. Ừ. Tôi lấy một tí ra này. Cứ dở dở thì nó khô hết rồi. Thì thôi. Cháy đi mà cháy. Giảm giảm cái đồng. Kệ. Dài đấy. Chắc là già phết này mới ngon. Con nướng hôm kia là ngon này. Ủa. Lấy túi báo rồi đó. Sách đi. Đấy đó. Sách sách. Qua đi. À thấm. Có một cửa sổ. Cứ dở qua rượu thì nó sạch luôn cá luôn đấy. Hết mùi tanh rồi. Tí lâu phát lên sạch luôn. Hết nhớt luôn. Thô đấy. Thịt thô luôn cả đấy. Hết nhớt. Rửa quả rửa phát lên khô luôn đấy. Hết nhớt nhớt luôn. Hết tành hả? Ừ, nó sẽ hết. Tí lâu phát lên khô. Bây giờ cái nhớt tẩy dài là hết rồi. Đâu? Mình lau này. Con này báo sao đây? Phải đặt ra cái thớt đặt xuống. Ít quá. Lấy cho hai bạn. Vào. Nhân nhỏ. Mỗi miếng một tờ. Quan vào quỳnh ơi, cho nó khô đi. Ok, đợi tí nữa. Đây, cá nướng. Nâu. Ờ. Chín rồi thì mang ra. Ừ. Quá nhiều. Ừ. Trắng luôn.
khổ thật. ตัวไปเมื่อไปทำกำลังไม่เจ็บเจ็บmột người không muốn ở tập trứng à? Còn nhiều nước đây. Thêm nổi. Thêm mình đập. Năm thái mình đập. Tôi phải đi phò. Đem khải đi ngủ ra. Nhìn. Nó bảo. Nó nằm á? Nằm lắm. Nó nằm mà không phải đập. Thì được. Cái đồ cho chủ độc chủ này sẽ làm rồi đấy. Đây mẹ dưới nhà mẹ chào ba cô nè tím gì vậy. Niệm cá đấy. Niệm cá. Quấn lá lốt. Ô lá lốt lá cho đầy. Ôi. Đây biết thì bảo bố nhặt cho luôn nhỉ. Bố về chưa? Về rồi. Chưa. Về rồi. Quá ngoan. Quấn nem. Không đạt rồi. Được rồi. Không còn lạc nữa. Không biết cho vào hàng tí rồi. Cái gì là cái này dán dán cách như thế này là cái này phải dùng nhau luôn cái đầu này dán cách không được không à còn ấn phát tình nhớ nó sẽ toàn là giải rộng này nữa. Người khá là ngăn đoàn mà. Cứ dán cái thì là khá là. Để bự đây. Cả để bự đấy. Cái này phải xanh. Đấy, thái gọn. Chiều cay luôn. Chợ. Nó là ướt. Lắc ướt đi. Nem chín. Và ươm. Mình cùng với mình.
Hả nó làm cái ra kinh hồi đông hào. Xem nào. Đây có kín không? Đông hào. Đông quần. Tí ra. Ê, chống với cái này rồi, ngon lắm. Đây á, chấm cái này. Tự nhiên đi. Cái này chỉ trộn nó chanh rồi, trong một tí để chống thôi. Cứ chống ấy, ngon lắm. Cho ta thử miếng. Mình thử miếng. Thử đi, đây. Chấm vào đây. Cá gọi. Cá rô làm gọi. Mời các bạn nè. Thịt dài. Dài. Ngon lắm. Nào thử đi. Cái cay ngon ngon. Mời tất cả các bạn nhá. Ngon nhở? Thịt ngọt dai. Được đấy. Đây các bạn. Ném cá. Thả con tôm hú, thả cái đèn tôm hú vậy. Không được rồi đấy. Ừ, cái này không được. Ông ấy bắt từ khoảng. Ô, được không bắt đâu. Đi bắt lấy về đấy. Đấy, nấu chín rồi, rồi ăn. Đấy nha, đây anh sang bên này. Đây, đây, đây. Thảo, nó thảo. Ủa, nó là ông phải tính to. Cái gì cơ? To. Ông bật lên TV. Thôi cài TV với hình điên đi. Không thấy đâu, để thêm mai mới thấy. Ừ. Thật thì kìa. Tối mới mời thấy sự đấy xem. Điên. Ồ, sáng. Mời bác nhé, mời cháu nhé. Tí và lăn. Mời các cháu. Đây, cái này hơi ít hết ít vẫn ăn uống được. Thôi, phải nọ cá rồi. Mát của con rồi. Em mời cháu đi. Cháu mời chú nhé. Cháu mời chú. Mời ở đây. Đúng rồi, làm nào. Mời ở quê nhìn bác. Làm quay. À, mời tất cả mọi người. À, cậu Minh. Quỳnh đâu? Đưa. À, cậu Minh. Các bạn nhá. Cậu Minh. Chén rượu. Ba lần. Mình đi. Mời các bạn. Đây cái gì của nó đi. Thôi, thôi bắt nào. Thôi, bắt chúa mày. Bắt chúa mày thó này. Mình cắn đi. Quỳnh làm chén. Sắp lại. Bắt chúa không đi nào. Đây làm miếng cá. Miếng cá, cá, cá. Chả cá. Nèm. Nèm chả. Đúng rồi, để có con gọi là chả cá. Thế kiểu mua lên không? Đúng rồi. Chả cá hết rồi. Mời các bạn này. Chấm. Ngon chưa? Cá gỏi à? Ngon lắm. Quay về đây nhé. Tạm. Không phải cho các bạn đi. Chói. Uống đi, uống đi. Ừ. Uống đi. Sống nó chết rồi mà. Chết rồi mà. Kinh nhá. Ngon lắm, ăn được đẹp, cực kinh lắm. Cứ dựa dựa tại vì nó khổ thích. Tại kinh. Thì ăn thử xem cơ. Ăn miếng cá gỏi nha. Đàn không? Em mới là sụng. Em cần thế nào mới quả vẫn còn. Còn á? Đâu vẫn còn. Cái lặng. Nó chép không dưới con nào ấy. Chép không được con nào. Ngon không? Đã lấy cái này. Cái luồng lấy cái này cũng ngon. Đây. Thấy cái miếng này bắt ăn. Bắt ăn. Khay. Đông ra cũng ăn khay. Cái tính cần ở nhà cũng được. Phải gồm nữa. Trứng. Trứng. Trứng cá đấy. Gọt. Cá rô. Con lượn.
bán cho tôi một con. Tôi đi bán phải nó đỡ phải bảo đi. Dài nhỉ? Dài. Chứ không có cá đâu. Ngon rồi. Trứng mà. Trứng. Tôi nhìn xem. Nhằm để yên lại. Tỉnh lắm bạn bạn. Tuột ra rồi. Trời ơi, cầm tay. Mong mong hơn mà bạn. Ấm hoa của trường tam hơn ạ. Quần lá sung. Chấm. Cái này. Đây cái bình thường này mỗi ngày mới bới dài qua này mới bới. Bầu dài. Dài quá. Mình ăn xong rồi. Chắc mình thì bây giờ tại đây. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Cầm cái chân quay. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Trời, tối om à. Quỳnh.